10 lý do phải cẩn thận khi cho trẻ bú bình. Trên thực tế, nhiều bậc cha mẹ nhận thấy rằng việc cho bé bú bình là thuận tiện và dễ dàng hơn là cho bé bú trực tiếp. Thế nhưng, liệu việc này có gây hại trực tiếp cho bé hay không? Sau đây là 10 vấn đề có thể gặp phải khi cha mẹ quyết định cho bé bú bình, được chuyên gia Ấn Độ khuyến cáo. Thứ nhất, trẻ dễ nhầm lẫn giữa ti bình và vú mẹ. Bà Singlavi cho biết, nếu các bà mẹ đang dự định tiếp tục cho con bú bình và bú sữa mẹ trực tiếp đồng thời, thì đây không phải là một ý tưởng hay. Khi mẹ cho bé bú bình thường xuyên, bé sẽ dễ bị nhầm lẫn giữa ti bằng silicone và vú của mẹ. Thậm chí, bé có thể bỏ vú mẹ do đã quen với việc bú bình, do sữa chảy ra từ bình nhanh và đều, còn vú mẹ thì bé phải mất thời gian dùng lưỡi và môi để kích thích tiết sữa. Thứ hai, bé bú bình có thể dẫn đến việc ăn quá nhiều và khó kiểm soát. Có một thực tế đó là, cha mẹ thường tự điều chỉnh lượng sữa cho con bú quá nhiều so với lại nhu cầu ăn của bé. Trong khi nếu bú mẹ, bé có thể tự kiểm soát được lượng sữa bé muốn bú vào và có thể thỏa mãn nhu cầu của bé một cách thoải mái. Thứ ba, bú bình có thể khiến bé bị đau bụng. Các chuyên gia khuyến cáo, khi cho bé bú bình, bé cũng đồng thời hít vào dạ dày một lượng không khí dẫn đến bị đầy hơi, đau bụng, khó chịu. Bà Singlanvi nói, khi bé bú sữa từ bình, bé cũng hít theo không khí vào cùng sữa, vì thế bé dễ bị đau bụng. Đây có thể được xem là một trong những nguyên nhân khiến bé khó chịu và khóc lóc. Thứ tư, trẻ có thể bị ốm, nhiễm khuẩn từ bình sữa. Bình sữa có thể coi là một ổ vi khuẩn nếu cha mẹ không cọ rửa thường xuyên và khử trùng sạch sẽ. Vi khuẩn trong không khí có thể xâm nhập vào bên trong bình thông qua núm vú hoặc lưu lại ở các góc cạnh nếu cha mẹ không vệ sinh hàng ngày sau khi bé bú xong. Bà Singlavi cảnh báo, nếu cha mẹ không khử trùng bình sữa sạch sẽ của bé, thì đây có thể là nguyên nhân gây ra một loạt các bệnh nhiễm trùng ở trẻ. Thứ năm, bú bình nhiều bất tiện. Cha mẹ hãy cân nhắc sự thuận tiện của hai việc này. Cho bé bú sữa trực tiếp là điều tự nhiên và có thể thực hiện ngay lập tức. Nhưng nếu bú bình, cha mẹ phải chuẩn bị một số thao tác và mất thời gian hơn như đun nước sôi, pha trộn đúng tỷ lệ, rồi lại làm nguội sữa sau đó mới có thể cho bé ăn. Làm mẹ đã vất vả quá nhiều rồi, tại sao các mẹ lại tự thêm việc cho chính mình vậy? Thứ sáu, bú bình ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng của bé. Việc cho bé bú bình thường xuyên có thể dẫn đến ảnh hưởng sự phát triển răng miệng của bé. Sau này khi lớn lên, bé có thể phải cần đến sự can thiệp của nha khoa như chỉnh răng, niềng răng. Thứ bảy, nguy cơ nhiễm trùng tai. Bé bú bình cũng làm tăng nguy cơ bị đổ sữa, chảy vào tai, dẫn đến việc nhiễm trùng. Cha mẹ cần lưu ý nguy cơ này khi cho bé bú sữa bằng bình. Thứ tám, nguy cơ ảnh hưởng tới thẩm mỹ. Khi bé bú bình, các cơ trên khuôn mặt co giãn và điều chỉnh nhịp nhàng ảnh hưởng tới sự phát triển khuôn mặt bé sau này. Nguy cơ là mất thẩm mỹ có thể xảy ra. Thứ 9. Mối liên kết giữa mẹ và con hầu như không có. Bình sữa là sản phẩm nhân tạo, không có tiếp xúc giữa mẹ và bé trong quá trình cho bé bú. Ngược lại, cho bé bú bằng sữa mẹ trực tiếp, gia tăng cơ hội giao tiếp, góp phần tạo nên mối quan hệ mật thiết giữa mẹ và bé. Cuối cùng, bé bú bình có nguy cơ bị bỏng. Bà Singlavi không quên nhấn mạnh rằng, mối nguy hiểm từ việc cho bé bú bình, đó chính là khả năng bé bị bỏng do nhiệt độ sữa trong bình chưa đủ nguội, nhưng cha mẹ không chú ý và cho bé bú. Toàn bộ miệng, môi, lưỡi của bé sẽ bị bỏng nếu tiếp xúc với nước nóng. Vậy nên, cha mẹ cần hết sức lưu ý thao tác làm nguội sữa và cần thử trước khi cho bé uống. Trên đây là 10 tác hại nhãn tiền có thể gặp phải khi cho bé bú bình. Tuy nhiên, với những bé gặp khó khăn trong việc bú mẹ trực tiếp, như những bé gặp vấn đề về miệng, mẹ bị tắc tia sữa hoặc các vấn đề về khoảng cách địa lý, thì việc cho bé bú bình hoàn toàn khó tránh khỏi. Nhưng trong điều kiện có thể, cha mẹ hãy cân nhắc thật kỹ trước khi áp dụng bất cứ hình thức nào khi cho bé ăn để luôn đảm bảo các yếu tố dinh dưỡng, sự thuận tiện và mối liên kết giữa mẹ và bé.